Alo, bà Na, bà có nhà không? Đang đứng trước nhà bà nè. Hôm nay qua nhà bà chơi, mua nước cho bà uống, nhưng mà tôi uống trước rồi. Mở cửa đi, tôi vô nha. Hello, trời ơi, đâu rồi? Trời ơi, bữa nay qua nhà tôi chơi nữa trời. Tôi mua hai ly nhưng tôi uống trước rồi. Rồi, vô đi. Lâu quá rồi mới gặp lại tình yêu của tôi. Cảm ơn trời ơi cho giảm cân đó bà chứ không có mệt. Dạ, rồi dạ, xuống đi. Trời ơi. Đây này, mốt sắm ghế để tôi ngồi nha. Trời ơi cái nhà tôi có nhiều đó bà thấy không? Cái bộ giường, cái ghế không nó liếc mẹ hết rồi. Người chơi á, đúng mà. Này kiếm người cho chơi rồi nha. Trời ơi, sao giờ tôi mua trà sữa cho bà uống nè. Ở mà không phải trà sữa, không phải trà sữa, cái này là nước uống, nước ép uống. Nhưng mà ngon á. Uống trái cây đi cho đỡ mệt. Đúng rồi. Bà thấy tướng tôi không? Bà thấy chưa? Bà thấy chưa? Ăn nhậu quá trời luôn. Bạn ra ngồi nói chuyện má ơi. Tự nhiên là qua đây rồi cái bắt đầu không có ghế bọng gì hết trơn mà khó ngồi lắm nhà đó đó chứ không muốn đổ ra nhà bữa chứ ở vậy đó. Bây giờ có nhà mà không có được có ở đây nè mới khổ nè, thấy không? Bây giờ phải đi mướn nhà đó. Em gái thì kiều đàng hoàng. Sao sao tự nhiên để mai qua tôi vậy, nói nghe coi. Té xíu thôi kệ. Được rồi. Chỗ xé mình xé cũng xé thiết kỵ nữa. Để đi té xíu thôi. Trời nhà mình có nhiều đó, mình chơi nhiều đó bạn ơi. Sao không có gì luôn. Sao tự nhiên bữa nào này. Được rồi. Thôi nhét này đi chút tôi bỏ rác luôn. Đây nè. Sao tự nhiên bữa nay qua tôi má. Bây giờ ẩn chứ. Thank you.
rồi này lần sau nữa. Mẹ anh hả? Ừ. Ủa chết rồi, bác con chào bác nha, nãy giờ con không biết. Ủa em mua bưởi hả? Em mua bưởi ăn nè. Em giờ rảnh không? Mua chuối ăn luôn đi. Chuối hả? Chuối dài lắm á. Chuối dài giờ chuối, chuối ngon ha cô ha. Ừ. Trời ngon quá trời luôn. Đâu cô lựa coi, cô biết chuối không? Cô biết chuối nào ngon cô lựa con nãy ha. Dạ. Con ăn chuối vàng hay chuối cao? À, lấy con cái chuối ơi, chuối vàng vàng đó đó, chuối sáp chuối gì đó. Dạ, uống nè cô, uống. Em thấy cái chuối không nó dài vậy? Ai qua đây. Rồi, chuối uống con. Nè, cái chuối này nè, mập không? Mập lắm. Đúng mập, đúng tròn luôn nè. Ừ, luôn. Nhưng mà nó không được dài nha. Mẹ, dạ, mẹ anh lấy hàng về bán cũng y chang anh vậy đó. Em thấy anh cũng thấy anh uống luôn. Ờ, thấy anh uống luôn đó. Là cái hàng cũng y như vậy luôn, uống luôn. Có đâu em, hàng em dài uống luôn á. Chai nó nhỏ quá. Rồi căng con luôn đi cô. Bác đó. Bác gái. Không lấy một nãy. Một nãy kia đi. Con không lấy chưa cao, lấy chưa sắp. Cái này hai rồi. Hai cổng này. Cái này 45. 45, 22, 45. Ủa đây mua trái cây là cái gì vậy? 22, 45 là 6, 87. Bao nhiêu bức ăn luôn. Làm em đi, giờ anh rảnh không? Rảnh. Đi qua nhà em ăn chung em luôn. Nha, tại em có nhỏ bạn đi em qua tí đó nè, đi tí đi ăn đây nè. Ăn bưởi, đi qua chỗ em ăn bưởi vô luôn. Em ăn chuối là bưởi đúng không? Nè, 67 ngàn. Đúng rồi. Cho cô tối lại. Cô ơi, bắt gái, bắt gái. Đây. Rồi em cứ đi trước đây đó, đừng có gì anh nào qua qua cho. Rồi ok. Nhớ nha, nhớ qua ăn chuối ăn bưởi với em nha. Bưởi bà con ơi. Ơi, tự nhiên đi ra tự nhiên gặp anh Giáp bới rối luôn nè, trời. Nhưng mà tôi thấy bà rủ rồi, chút xíu lại liền. Ờ, chút xíu qua vậy. Tại vì mình vô mình chuẩn bị bà mua bưởi thôi, bà còn đi mua chuối nữa, bà thấy ổng rồi bà đi mua chuối nữa. Vỗ tay, vỗ tay. Mẹ ổng dễ quá. Mà tôi mới mua hộ cho ai biết. Vô. Rồi giờ lột bưởi đây tôi lột cho. Đây lấy dĩa lấy bọc rồi. Chuối để đây luôn đi để coi ảnh thu qua ảnh ăn chuối. Thôi dĩa dao. Dao này hay dao gì? Ừ dao nổ được chứ. Dao này cho nó nhớ. Chưa đòi ăn để đâu. Tôi cũng muốn lắm đó. Thường bảo như vậy đó. Trời ơi mẹ ổng mán nè. Trời ơi nó hồng đào luôn á. Nó hồng ở trong luôn á. Nó xanh mà. Ừ, lột bưởi lột. Đang lột gì cái ảnh qua nó bắt đầu là cho ổng lột luôn. Cho ổng lột đúng rồi. Nó bắt đầu rồi. Cái này mình cũng đâu có gành lột đâu, đúng không? Cái này tôi nhớ cái này nè. Cái mình nấu nước bưởi á. Làm chè hả? Làm chè bưởi hả? Không, gội đầu má. À, gội đầu thì nó mượt tóc. Cái này là khỏi nói rồi. Ê bà cắt quá xuống thịt rồi sao? Ước gì giờ gì có anh gác qua ông lột bưởi ha. Ủa ông chạy gác hả? Ừ. Chạy ra nói chung là tôi biết ảnh lâu lắm rồi, biết ảnh nhiều lần lắm mà ảnh làm tùm lum chuyện dân cuộc nói chung cũng giỏi hết rồi. Ta xấu mà ta cũng giỏi thôi. Tôi không cần đẹp trai. Mới vừa nói người ta đẹp trai mê trai đã đời, bây giờ chơi người ta xấu. Không, ổng xấu thiệt nhưng mà tôi vẫn thích là cái ổng siêng năng, hiểu không? Gặp cù lao động dữ lắm. Vậy thì nữa mới nuôi tôi được chứ. Đang học bưởi em. Ủa, anh qua hả? Mới tới luôn á. Trời ơi, nói hồi nãy giờ nè, mẹ anh bán bưởi. Thì hai anh mình đang nhắc mà, nói mẹ anh bán bưởi. Đúng rồi, mẹ anh bán bưởi. Bưởi ngon lắm em. Em thì không biết lột bưởi. Chắc anh con của cô thì có thể là anh dành hơn. Anh cô không biết lột luôn. Cái lột bưởi mà sao không biết? Dạ, em biết lột luôn hả? Không, chuối hả? Chuối biết lột không? Biết. Em tặng anh trái á. Ăn đi, anh lột giùm em trái lên.
rưỡi mà anh không biết lột nữa, em không biết anh biết lột cái gì. Chỉ biết lột bề ngoài thôi chứ bề trong không biết lột. Thì cái này là lột bề ngoài nè, bề trong đâu, đúng không? Thì lột trong nè em, anh đó chưa được lột trong luôn à. À là anh chỉ là cái vỏ ở ngoài thôi đúng không? Đúng rồi, anh toàn lột vỏ không à. Thôi chắc tụi phải đăng một cái muối ớt. Đi đi à. Rồi, vậy ha. Ông mập đi không ông mập? Đi.
Rồi đi, giờ em thay đồ. Rồi đi, giờ anh đi ra trước, giờ em đi. Rồi. Thôi em thay đồ, anh đây đứng. Đứng coi được rồi. Đứng coi gì ra trước. Quên, anh đứng anh ăn được rồi. Đứng ăn gì, nhà em có nhiều rồi à. Anh đòi đứng ăn sao được. Ra coi chừng xe đi. Chúng đem bịch bưởi ra cho anh. Ừ. Thôi đem vô tới chỗ nhậu luôn. Ok. Rồi. Ha. Quất. Rồi. Anh đi ra trước nha. Rồi. Bye bye. Bye. Ừ. Hẹn gặp lại. Tranh thủ nha mấy em. Bưởi ngon. Bữa nào làm gói bưởi cho anh ăn cái hú hồn. Rồi thôi, giờ đi thay đồ. Ừ. Hello tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay Tina xin chào quý vị khán giả. Thì nói chung là ngày hôm nay Tina sẽ giới thiệu một cái thực phẩm chức năng nha quý vị nha, chứ không phải thuốc nha quý vị. Thì cái này nó hỗ trợ cho tăng cường sinh lý của nam và hỗ trợ cho tăng cường sức khỏe của nam giới nữa nha quý vị. Thì Tina gồm bên đây là công ty Tina đã ra một cái hai cái sản phẩm như thế này, đó là một cái combo nha quý vị. Thì nó gồm có hai lọ như thế này đó. Thì quý vị nào mà muốn ủng hộ hoặc là muốn dùng thử á, trong khi sức khỏe của mình nó yếu á, thì nên dùng thử hai cái lọ này, đó là một combo của Tina đang giới thiệu đó. Thì nói chung là cực kỳ tốt nha quý vị nha. Tina đã có một những cái người anh trai yếu sinh lý nè, sức khỏe lại yếu nữa nè, nên nói chung là muốn có con rất là khó. Bởi vì là có người á, mua nhầm khi là 5-6 combo luôn để ủng hộ cho công ty bên Tina đó. Thì nói chung là người ta dùng thử một lần là người ta cứ mê mẩn, người ta cứ tìm đến công ty Tina là người ta cứ mua ủng hộ cho Tina thôi. Thì đó, thì Tina bây giờ là giới thiệu một cái combo như thế này. Quý vị nào mà thích hoặc là muốn dùng thử thì nên dùng thử một combo duy nhất nha quý vị nha, một combo duy nhất để coi cái hiệu quả nó như thế nào nha. Thì có y như là cái mà của Tina đang nói ra hay không. Thì đó, thì bây giờ là công ty của Tina thì xin chào quý vị khán giả nha. Thì nếu mà quý vị nào mà thích tìm hiểu về sản phẩm của bên công ty Tina thì hãy mua về dùng thử nha. Xin chào và tạm biệt quý vị khán giả nha. Bye bye.